Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình để dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đến tham quan những công trình do Mark Home chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và Nhật An sẽ giới thiệu quý vị đó chính là công trình của chủ đầu tư là anh Đỗ Thanh Sơn, hạng mục là biệt thự 2 tầng mái Nhật. Và như quý vị có thể thấy là ở đây có hình vẽ 3D của công trình của nhà anh Sơn, là quý vị có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp hiện đại của công trình rất là nhiều ha. Đây là một công trình gọi là một trong những mẫu nhà best seller của Mark Home của chúng tôi, được rất là nhiều quý vị yêu thích trong thời gian vừa qua. Phải nói là khắp mọi miền đất nước, từ Bắc, Trung, Nam thì chúng ta đều đã từng thấy những ngôi nhà được thiết kế như thế này của Mark Home đã được xây dựng rồi. Cho nên là phải nói là nó không hoa thì đây nhiều người ta còn gọi là mẫu nhà quốc dân đó quý vị ha. Và cái vẻ đẹp của nó thì không cần bàn cãi, chúng ta chỉ nhìn trên bản vẽ 3D thôi là chúng ta cũng cảm nhận được cái vẻ đẹp rất là lớn của nhà anh Sơn rồi. Vậy thì hiện tại công trình đang thi công đến giai đoạn nào? Hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong và chúng ta sẽ xem qua nhé. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại khuôn viên bên trong của công trình của nhà anh Sơn. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại là công trình gần như là phần thô đang trong giai đoạn là xây dựng ha. Hình khối ngôi nhà cũng đã lên rồi, phần mái nhà thì chúng ta cũng đã lợp cái phần mái Nhật ở bên trên rồi. Hiện tại đang sắp sửa lại vào cái giai đoạn là quý vị thấy cũng đã sơn được một phần của tầng 2 của nhà anh Sơn rồi ha. Và công trình này thì hiện tại tất cả như quý vị thấy là tất cả các anh em đội ngũ thợ xây đang cố gắng ngày đêm để có thể mau chóng hoàn thiện ngôi nhà của anh Sơn trong thời gian sớm nhất. Và đây sẽ là một công trình mà em nghĩ là sau khi xây dựng xong và chúng ta làm thêm phần sân nữa và với cái diện tích rộng rãi sẵn có thì chắc chắn đây là một trong những công trình sẽ rất là ấn tượng ở trong khu vực. Và Nhật An cũng chia sẻ một chút xíu về kích thước của công trình của nhà anh Sơn với tất cả quý vị. Đó chính là kích thước của ngôi nhà này thì chiều dài sẽ là 17,2m, chiều rộng sẽ là 10,45m và từ đó em tính được diện tích sử dụng của cả hai tầng là rơi vào tầm khoảng 260m2. Còn về chiều cao thì như thế nào? Từ cost 00 đến đỉnh mái sẽ là 10,9m, từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,9m. Đó là những cái thông số cũng khá là lý tưởng. Và cái độ cao căn nhà này thì quý vị có để ý không ạ? Nó sẽ cao hơn so với những căn nhà mà Nhật An đã từng giới thiệu một chút xíu, bởi vì thông thường là tầng 1 3,9, tầng 2 3,6 đúng không? Còn ở này là tầng 1 là 4,2, tầng 2 là 3,9. Cái độ cao nó sẽ nhích lên một chút xíu và nó sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn cho gia đình khi mà sinh hoạt ở bên trong. Và nếu như quý vị quan sát thì chúng ta sẽ thấy được là sau này chúng tôi sẽ ốp lát rất là nhiều gọi là vật liệu khác nhau. Ví dụ chúng tôi sẽ ốp inox nè, ốp đá bóc nè. Bên cạnh đó là phần tường sẽ được sơn những màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh dương. Và liên quan đến căn nhà này thì Nhật An cũng chia sẻ một chút xíu về kết cấu. Ngôi nhà của anh Sơn thì chúng tôi sẽ xử lý ở đây chính là móng băng kết hợp với móng đơn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một công trình ở khu vực đô thị, cho nên là cái phần đất nó cũng khá là cứng, tính ổn định nó cao hơn, cho nên là chúng ta có thể xử lý móng băng nè. Và cái khối lượng công trình á, khi mà quý vị xử lý móng băng thì nó sẽ truyền tải trọng xuống nền đất một cách đều hơn. Chưa kể là móng băng nó sẽ giúp chúng ta rất là thuận tiện trong việc thiết kế cũng như là cái việc mà chi phí khi mà chúng ta xây dựng móng băng nó cũng tiết kiệm hơn so với móng cọc. Cho nên là móng băng là một cái lựa chọn hợp lý cho ngôi nhà 2 tầng mái Nhật của anh Sơn. Đó chính là về tổng quan ngôi nhà từ phía bên ngoài. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong và xem là ngôi nhà sẽ phân chia không gian thế nào nhé. Và kính thưa tất cả quý vị, hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại khuôn viên bên trong của ngôi nhà của anh Sơn. Và bởi vì ngôi nhà đang trong quá trình là chúng ta đang thi công, cho nên là cái tiếng nó sẽ hơi bị ồn một chút xíu, quý vị thông cảm giúp An nhé.
Và khuôn viên mà anh đang đứng thì sau này sẽ là không gian đầu tiên chào đón tất cả vị khách khi đến tham quan nhà anh Sơn, chính là phòng khách với diện tích là 35m2. Một cái diện tích cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Ở ngay phía trước thì chúng tôi sẽ có cái ô cửa rất là lớn, và bên này chúng tôi cũng có một cái ô cửa sổ, quý vị thấy là bốn cánh nè, và chúng tôi đã lắp sẵn ở đây là chất liệu là cửa nhôm kính với nhôm hệ sinh pha ha, và chắc chắn thì nó sẽ mang đến một cái sinh khí tốt hơn vào khuôn viên bên trong của ngôi nhà. Và không gian phòng khách này sau này chúng tôi thoải mái ở đây có thể đặt bộ sofa, rồi kệ tivi, rồi bàn trà vân vân ở khu vực này. Và để cho khu vực này còn thoải mái hơn nữa thì chúng tôi sẽ làm trần giật cấp ở bên trên. Như quý vị có thể thấy là phần trần hiện tại đã được sơn phết xong rồi ha. Chúng ta sẽ chạy những dãy đèn downlight tiết kiệm điện. Và ngay trung tâm này sẽ là một cái đèn thả với một cái hình dáng nó khá là hiện đại. Nói chung là với không gian phòng khách này thì sẽ mang đến cảm giác rất là hiện đại và thoải mái cho gia chủ. Ở phía bên này một chút xíu thì đây sẽ là khu vực gara của căn nhà với diện tích là 15m2. Còn bên này thì chúng tôi sẽ có một cái ô cửa để mở ra một cái mặt bên của căn nhà ha. Vậy là ngôi nhà từ bây giờ chúng ta đã có đến hai lối tiếp cận. Một lối từ cửa chính đi vào, một lối mặt bên đi qua bên đây. Và ở phía khu vực này thì cũng là khu vực rất là rộng nè quý vị ạ. Và đây sẽ là khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Khu vực phòng bếp này sẽ có diện tích là 30m2. Như quý vị thấy là chúng tôi sẽ bố trí hai cái lối cửa bên kia. Bên này cũng có hai lối cửa nữa. Sau này ở đây chúng tôi sẽ đặt những cái kệ tủ bếp nè, khu vực bàn ăn nè, vân vân. Thì chắc chắn đây cũng là một cái nơi khá lý tưởng. Ở bên trên chúng tôi sẽ bố trí một cái quạt đèn trần. Như quý vị có thể thấy là kết hợp giữa quạt trần và đèn để vừa làm mát vừa chiếu sáng. Đây là một cái vật dụng đang rất là được ưa chuộng hiện tại luôn quý vị nhé. Và với căn bếp này thì em thấy thật sự rất rất là thoải mái và chắc chắn là căn bếp lý tưởng cho nhiều gia đình. Tiến ra phía sau này một chút xíu đi ạ. Thì ở bên này chúng tôi sẽ là một không gian phòng ngủ của ngôi nhà. Và không gian này sẽ có diện tích là 17m2. Phòng ngủ này thật sự là cũng rất là lý tưởng quý vị, bởi vì sẽ có bên đây là một cái ô cửa sổ đến 4 cánh lần nè, để lấy sinh khí vào bên trong ha. Bên này là lại là một cái ô cửa sổ hai cánh nữa, thì chắc chắn là khi mà chúng ta sinh hoạt ở đây thì không bao giờ có sợ cảm giác ngột ngạt. Về phần đang làm thì quý vị có thể thấy là ở trên đây chúng ta đã ốp gạch được một phần rồi nè. Và cái phần gạch này nó sẽ giữ cho căn nhà chúng ta có độ thoáng mát hơn. Ở bên trên trần cũng đã được thiết kế rồi. Thì sau này chắc chắn ta lắp thêm những cái đèn, có thể là đèn chùm ở bên trên, hoặc là thêm những chi tiết trang trí nữa. Cái điều thú vị của căn phòng này là chúng tôi sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng ở bên trong này để mà gia đình có thể sử dụng ha. Những các phòng ngủ mà có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong á, thì An xin chia sẻ là nó là một điều cũng rất là hay về mặt thiết kế. Tuy nhiên nếu chúng ta bàn mặt phong thủy thì đôi khi nhiều người sẽ rất là lo ngại. Thì Nhật An chia sẻ giúp quý vị là nếu như mà chúng ta có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong mà chúng ta không muốn vi phạm về mặt phong thủy, thì quý vị khi mà chúng ta sử dụng xong á, chúng ta tuyệt đối chúng ta nên đóng cửa nhà vệ sinh lại. Thì những cái uế khí hay thế nào đó của nhà vệ sinh nó không có tràn ra không gian ngủ của chúng ta. Thì đó cũng là cách để chúng ta hóa giải về mặt phong thủy nhé. Tiến qua bên này thì đây cũng sẽ là một khu vực cũng cần phải nói, đó chính là một cái nhà vệ sinh chung cho cả gia đình có thể sử dụng nè. Và hiện tại chúng tôi đã ốp gạch, quý vị thấy là từ ở bên dưới sàn đến cao lên phần trần luôn, sẽ đều là một cái loại gạch hết. Và khi chúng ta ốp gạch như thế này thì không chỉ làm nhiệm vụ trang trí đâu quý vị ạ, mà nó sẽ giúp gọi là tạo cảm giác thoáng mát hơn cho gia đình. Như là quý vị có thể thấy là chúng tôi cũng đã bố trí một cái cửa sổ nhỏ trên kia để giúp là thoát mùi cho khu vực nhà vệ sinh. Và cuối cùng không gian tầng 1 thì đó chính là một cái lối nhỏ ở đây để mà chúng ta sẽ mở ra một cái lối cửa sâu ở ngoài sâu của căn nhà. Và cái lối cửa này thì nó luôn luôn cần thiết, bởi vì nếu một ngôi nhà mà chúng ta thật sự có điều kiện thì quý vị luôn luôn nên bố trí những cái cửa sâu để cho nó sẽ không có cảm giác ngột ngạt cho gia đình của chúng ta sử dụng. Vậy là từ nãy giờ là ngôi nhà của anh Sơn đến 3 lối tiếp cận ha. Một lối từ cửa chính đi vào nè, một lối rồi là cửa từ qua mặt bên vào lối cửa sau. Ba cái lối này sẽ giúp luân chuyển vượng khí cho ngôi nhà. Đó là về phần review của tầng 1 của nhà anh Sơn. Với căn nhà này thì tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí có thêm một phòng thờ nè, một phòng sinh hoạt chung nè, và thêm 3 phòng ngủ nữa. Tuy nhiên hiện tại vì tầng 2 đang trong quá trình là đang xây dựng, vẫn chưa có hoàn thiện để Nhật An có thể lên review được. Nhà chắc chắn là sau này khi căn nhà đã hoàn thiện xong rất là đẹp rồi thì Nhật An sẽ một lần nữa trở lại và sẽ review tất tần tật những chi tiết của căn nhà anh Sơn đến với quý vị nhé.
Và kính thưa quý vị, bên cạnh Nhật An đây chính là anh Khoái, là giám sát thi công của công trình nhà anh Sơn. Bây giờ thì anh ơi, em sẽ đại diện cho những quý vị đang theo dõi kênh Mắt Hôm sẽ phỏng vấn anh một số câu hỏi anh nhé. Anh ơi, thì không biết là hiện tại thì công trình nhà của anh Sơn đang đến giai đoạn nào vậy anh? Đang đến hoàn thiện, cô hoàn thiện em. Là mình đang làm những cái hoạt động gì ạ? Mình ốp lát với ốp đá với mà sơn nước và mình điện anh. Dạ, phần sân vườn em thấy là mình cũng đang trong quá trình thi công đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cho thi công sân vườn luôn cho chủ nhà luôn. Vậy thì không biết là mình dự kiến là khoảng bao lâu thì công trình sẽ hoàn thành vậy anh? Công trình này dự kiến khoảng 3 tuần là xong luôn sân vườn, xong luôn trong nhà và sân vườn luôn. Dạ, là khoảng 3 tuần nữa là mình đã hoàn thiện. Vậy thì không biết là đến giai đoạn này thì mình sẽ cần số lượng nhân công trong một ngày là khoảng bao nhiêu và mình chia việc như thế nào ạ? Tầm khoảng 15 người em, 15 người. Và mình chia việc như thế nào? Thì đầu bên điện làm thi công điện, rồi bên sơn làm thi công sơn, bên ốp lát, rồi bên sân vườn thì mình vẫn chia đều người ra để cho nó mau hoàn thiện được trong vòng 3 tuần. Dạ, vậy thì em cũng rất là hy vọng là công trình sẽ mau hoàn thiện để đội ngũ truyền thông sẽ một lần nữa xuống và sẽ ghé thăm công trình nhé. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Okay. Vậy là Nhật An vừa dẫn quý vị chúng ta tham quan công trình của nhà anh Sơn, một công trình đang trong quá trình hoàn thiện và hứa hẹn là sau khi hoàn thiện xong, đây sẽ là một trong những công trình rất đẹp trong khu vực. Và nếu quý vị có ấn tượng với công trình này cũng như là có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì cần ngại liên hệ ngay với Mắt Hôm và những số hotline hiển thị trên màn hình hoặc comment ghi bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắt Hôm sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.